Đã sản phẩm audio, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vui cùng một chiếc mic Alpha Word A1 và chiếc loa Extreme 2 cho các bạn coi nhé. Chiếc loa này vừa có khả năng nghe nhạc và karaoke. Tại thời điểm 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, hãng JBL khuyến mại, mức giá của loa này rất hấp dẫn. Mức giá tốt nhất từ trước tới giờ. Mình sẽ cùng các bạn khui hộp chiếc loa này. Tên của nó là JBL Extreme 2 phiên bản chống nước. JBL đây là một trong những sản phẩm top seller, bán chạy nhất của JBL. Hộp đóng hộp đây là đẹp chắc chắn, bên trong có lớp mút chống sốc. Chiếc loa này là có một khách hàng đã đặt mua, mình đã khui hộp và test. Bên trong hộp này chúng ta có phụ kiện này, các sạc, cái này mình sẽ khui sau nhé. Đây là chiếc loa màu đen. Sau chúng ta sẽ có logo Extreme 2 này. Bên trong là các cổng sạc, hiện nó khá là chặt, mình chưa tìm cách mở đây rồi. Còn đây là loa của chúng ta. Mình mở nguồn lên nhé. Hiện tại thì nó đang hết pin. Có đây là chiếc mic Alpha Word A1. Mình đã mở hộp sẵn rồi. Còn đây mình sẽ kết nối chiếc loa với chiếc mic này. Cái loa này đang hết pin này, là mình cái cục sạc của mình sạc cho loa này. Ở bên trong là phụ kiện, chúng ta sẽ có một cái dây treo, dây đeo rất là móc ở đây để đeo từ bên này sang bên này, rất là tiện lợi cho chuyến đi du lịch. Pin mới thử được. Mình sẽ sử dụng lần. Cái mới đó rất là chắc. Thì sau loa mở ra thì chúng ta sẽ có một cục sạc. Đây là USB, cổng cắm USB. Cổng cắm này chỉ có tác dụng là cấp điện để sạc cho điện thoại thôi các bạn nhé, không có tác dụng là cắm USB và để nghe nhạc đâu. Còn bên này là chỗ lỗ kim điện này. Đấy. Bên này là cổng cắm AUX, lắc cắm 3,5 ly. Khi mình cắm vào thì nó sẽ lên đèn, chờ một xíu nó sẽ lên đèn. Khi mà ghim điện thì nó sẽ sạc cho cái chiếc cục sạc, thì nó sẽ sạc cho loa các bạn. Có 5 vạch pin, 1, 2, 3, 4, 5 vạch pin này. Đấy. Rồi mình sẽ ghim micro vào để kết nối micro tới cái loa JBL này nhé. Rồi nó đang bị vướng. Chiếc micro này mình sẽ ghi nó vào cái nguồn điện 5V để cấp nguồn cho nó. Các bạn ghi là nguồn điện 5V nó sẽ lên sáng cái đèn này nhé. Đấy, mình sẽ một đầu ghi một cổng ao nhé. Rồi mình sẽ dây 3,5 ly, một đầu ghi cổng ao này, một đầu mình ghi một loa,
nè, nghe thoải mái nha. Đấy, đây là micro mình mở nguồn lên nhé. Alo, nó la mình sẽ mở nguồn lên này. Lần 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 một một hai ba ba bốn bốn năm 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 như vậy là micro thì la này. Trong quá trình sử dụng các bạn có thể tùy chỉnh cái micro này cho nó hợp lý nhé. Lần lần la này bị tắt nguồn vì hết pin, mình chờ một xíu nữa nó sẽ sạc lên này. Lớp 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 1 1 2 2 2 combo rất là đơn giản như này, có thể giải trí karaoke mọi lúc mọi nơi và nghe nhạc rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.